Chào mọi người, thì đây là con vang QT S600. Đây là một cái dòng vang cơ của hãng QT này. Giấy sách hướng dẫn sử dụng này, tô vít này, tô vít để anh em chỉnh về vang cơ mà anh em. Thì nó có tô vít, dây nguồn này. Con này thì có cả điều khiển từ xa, remote tơ kèm theo pin của điều khiển từ xa luôn. Và đây là con vang QT S600. Phần mặt trước của nó đây anh em nhé. Đó, phần mặt trước nó bố trí hai lỗ micro, một cái tem QT, một cái nút để bật tắt cái tính năng FBX, tức là feedback đấy, chống hú đấy. Một đây là khu vực để điều chỉnh cho âm sắc cho cái tiếng echo, gồm có delay, repeat, bass, mi tép của cái tiếng echo. Và bên này thì có bass mi tép chỉnh cho tiếng mic, bass mi tép chỉnh cho tiếng nhạc. Trên đây là một cái màn hình hiển thị thông số cũng như cổng. Có một cái mắt IR ở đây để giao tiếp với cái điều khiển từ xa. Một cổng USB, anh em có thể cắm USB vào đây để chạy nhạc từ USB. Một cái nút chọn cổng vào, một nút next bài, nút dừng và play cho cái nhạc USB. Bên này thì có ba volume chính, ba volume lớn, đó là một cái volume là echo, một cái volume mic và một cái volume điều chỉnh cho tiếng nhạc. Trên đây thì có một cái tem sản phẩm chính hãng và một cái chữ dập. Bên này QT Acoustic. Phần đằng sau của nó này, đằng sau của nó thì có cổng cắt súp. Đây, cổng này để lấy cho tín hiệu loa siêu trầm. Cổng này lấy tín hiệu cho loa center, là loa trung tâm. Và hai cổng là R, hai cổng này ra loa chính. Có thể hỗ trợ đầu vào theo kiểu AV này. Và kiểu can kiểu AV, kiểu cái dâu này để thu sóng Bluetooth. Và hỗ trợ đầu vào theo kiểu optical nữa, tức là cổng quang đấy. Bên này cũng hỗ trợ cái kiểu vào mic kiểu Canon và jack 6 ly. Giá bên ngoài của con vang QT đấy, nó sâu tầm 2 gram và mặt trước này thì là một kích thước chuẩn rồi. Ở đây mình có mở cái vỏ ra để cho anh em có thể nhìn được cái phần ruột gan bên trong của cái con vang QT S600 này luôn. Ở đây anh em có thể nhìn thấy này, con này nó chạy một nó sử dụng cái chip TEM này để tạo vang nhại. Đấy. Bên nhà mình mọi người có thể theo dõi video của mình làm ấy, thì những cái sản phẩm bên nhà mình thường thường là mình hay chọn những dòng mà chạy chip TEM này thì tiếng vang nhại rất hay. Còn nếu mà những dòng không có thì mình ít khi mình làm, hầu như là không làm luôn. Sản phẩm bên mình thì mình cũng chọn lọc. Đối với cái dòng vang cơ thì anh em cũng biết được những ưu nhược điểm của nó rồi. Ưu điểm của nó thì đối với những anh em mà không biết chỉnh về van số hoặc là những cái dòng mà cao cấp hiện đại nhiều tính năng thì anh em sẽ không làm được. Còn vang cơ thì nó đơn giản hơn, thì anh em có thể chỉnh được và thấy có tác dụng. Đấy. Nhưng mà cái nhược điểm của con vang cơ này là nó chỉnh sửa nó không được nhiều. Đấy. Đối với những cái dòng loa mà nó khó tính, loa nó chưa hay mà anh em vác con vang cơ này vào, hoặc là cái mic mà nó chưa hay anh em vác con vang cơ này vào để xử lý cho cái dàn âm thanh có những thiết bị chưa hay như vậy thì dàn âm thanh sẽ không đạt được yêu cầu. Nó chỉ đạt yêu cầu đối với những cái bộ mic tốt tốt một chút, loa tốt một chút thì nó sẽ đạt được yêu cầu, bởi cái khả năng chỉnh sửa của nó không được nhiều như là con vang số. Trong một cái dàn âm thanh thì con vang là nó chiếm một cái vai trò rất là quan trọng. Cục đẩy thì nó chỉ có tác dụng là để khuếch đại công suất đưa ra loa. Loa thì mình mua mặc định nó như vậy rồi. Loa tốt thì đắt tiền, mà loa rẻ tiền thì nó chưa được hay lắm. Đấy, mic cũng vậy, mic tốt thì đắt tiền mà mic rẻ tiền chưa được hay lắm. Do đó con vang nó sẽ đóng vai trò quyết định trong cái dàn âm thanh.
Đối với những cái con mic hoặc là con loa mà nó chưa tốt thì anh em nên sử dụng những con vang mạnh một chút thì nó sẽ vào nó xử lý được cái dàn âm thanh, nó cân đối lại được cho cái phần âm sắc. Còn nếu mà những dàn mà rẻ tiền thì anh em mà sử dụng vang cơ đấy, thì nó cũng sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn rồi nhé. Đấy là mình đứng ở vai trò người bán và vai trò chuyên môn thì mình khuyên anh em như vậy, chứ không phải là cứ bán được hàng thì là ok. Đấy. Còn vang cơ này cũng vậy. Còn này thì đối với những dàn mà khó tính anh em thì anh em cũng mình cũng khuyên anh em là không nên lấy con QT này. Mặc dù con QT này là nó tốt hơn một vài cái dòng vang khác trên thị trường và bên nhà mình nhập về để cho anh em sử dụng. Còn lại những cái dàn mà anh em mà đã test tốt rồi, mua toàn loa đắt tiền, mic thì mic đắt tiền thì anh em có thể sử dụng con QT này rất là ok. Những cái tính năng nó mang lại chẳng hạn như là có thể kết nối không dây Bluetooth, phát nhạc từ Bluetooth của điện thoại đấy, thì anh em có thể nghe nhạc và cầm điện thoại từ xa để hát. Và cái tính năng sử dụng cổng quang nó giải mã trực tiếp cái đường tín hiệu digital này đấy, thì cái chất lượng âm thanh của nó đưa ra sẽ tốt hơn. Anh em cứ để ý con vang ngoài con QT này cũng rất là nhiều mẫu mã trên thị trường, nó cũng chạy cái chip TM này. Đấy, cái chip đấy thì nó đưa ra chất vang nhại rất là tốt, mình rất là ưng. Đây là cái bo chống hú của nó này, bo chống hú rời này thì nó làm liền trên mạch luôn, nhưng mà nó cũng đã khoanh luôn thành một cái hình bo chống hú ở đây. Chất lượng linh kiện thì con này thì cũng ok cho anh em, không đến nỗi là xấu. Đây, biến áp này làm cũng rất là cẩn thận, được bao bọc trong một cái khay sắt như thế này, tránh những cái trường hợp xông nhiễu hoặc là khi mà cháy nổ điện áp cao xông sang bên điện áp thấp này cũng rất là nguy hiểm, nguy hiểm cho thiết bị cũng như tính mạng con người. Đấy, đấy là toàn bộ về cái hình thức nội thất ruột gan bên trong bên ngoài của cái con vang QT này. Ở đây thì mình đã cắm micro vào rồi và bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người nghe cái âm vang, cái chất tiếng của cái con vang này nó đưa ra. Ở đây thì mình đang ghép nó với con đẩy DMX CLS A88 và cái đôi loa BMB CS 5000C, một dòng loa full range bass 30. Cấu hình mình đang lắp ráp như vậy. Thì đối với cái cấu hình như thế này thì nó cũng đã tương tương rồi, thì con vang này đưa vào thì âm thanh của nó cũng khá là ổn. Bây giờ mọi người cùng lắng nghe cái chất tiếng mic của nó nhé. Mic thì mic test của mình thì nó là cái mic dây rẻ tiền thôi. Đây. Mình alo. 1 2 alo. 1 2 6 7. 1 2 6 7. Đó, mọi người có thể nghe thấy cái tiếng âm thanh của nó đưa ra cũng khá là đạt rồi đúng không ạ?